quốc vương nước Anh gặp gỡ các bệnh nhân ung thư. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 2, quốc vương nước Anh và vợ đã ghé thăm một bệnh viện điều trị ung thư vào hôm 30 tháng 4, sau gần 3 tháng rút khỏi các công vụ để tập trung điều trị. Trong chuyến đi này, họ dành khoảng thời gian gặp gỡ các chuyên gia y tế và bệnh nhân để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư và tìm hiểu thêm về những sự hỗ trợ. Chuyến thăm tới trung tâm điều trị ung thư Macmillan thuộc Bệnh viện Đại học College London đánh dấu hoạt động đầu tiên trước công chúng của quốc vương kể từ khi chẩn đoán ung thư của ông được công bố vào hôm 5 tháng 2. Sau khi biết bệnh, nhà vua tiếp tục làm việc ở hậu trường và tiếp đón lượng khách ít. Tuy Bệnh viện Macmillan không trực tiếp tham gia chăm sóc y tế cho quốc vương, việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư là một trong những lý do khiến quốc vương công khai chẩn đoán ung thư của mình. Người phát ngôn của cung điện Buckingham trước đó đã tuyên bố rằng quyết định này được đưa ra với hy vọng có thể sẽ hỗ trợ sự hiểu biết của công chúng đối với tất cả người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư trên toàn thế giới. Lúc bước ra khỏi chiếc Bentley màu hạt rẻ khi tới bệnh viện, quốc vương đã vẫy tay chào người dân. Cuộc tái xuất hôm nay đánh dấu sự kiện đầu tiên trong số hoạt động được lên kế hoạch cho vua trong tuần trước. Đồng thời, sự kiện cũng nhằm nâng cao nhận thức tầm quan trọng của việc chẩn đoán ung thư sớm và nhấn mạnh đối với những đổi mới trong nghiên cứu căn bệnh này. Người phát ngôn của Hoàng gia Anh cho biết, quá trình điều trị của quốc vương sẽ tiếp tục và lịch trình trong những tuần tới của ông sẽ được điều chỉnh theo lời khuyên của bác sĩ. Vua Anh dự kiến sẽ tiếp chuyến thăm cấp nhà nước của Hoàng đế Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako vào tháng 6.